Biệt thự Vĩnh Phong giá chỉ bằng 1/5 Hà Nội và Hồ Chí Minh, liệu có rẻ ở Nha Trang? Chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyên Chương Bất Động Sản. Và đây là căn biệt thự của chúng ta ngày hôm nay nha. Vị trí rất là ổn luôn, phía sau là view trực diện sông tắc nha quý anh chị. Đó, bề ngang của căn biệt thự này á là 18m nha quý anh chị, cực kỳ là rộng luôn. Và tổng diện tích đất á là 366m² và diện tích xây dựng chiếm 60% nha quý anh chị. Xung quanh thì rất là nhiều cây xanh nha, rất là xanh mát luôn ha. Và cực kỳ là đẹp nha. Căn này á thì mới xây được 1 năm thôi và giá chủ đang mong muốn bán á là 20 tỷ nha. Mọi người cùng theo chân Chương đi tham quan căn nhà này để xem có xứng đáng để bỏ ra 20 tỷ cho căn nhà này không nha. Rồi, bên trong của chúng ta sẽ có khu vực gara nha. Gara này thì mọi người có thể là để ô tô vô tư. Xung quanh thì xây 60% thôi nên xung quanh là rất là nhiều đất trống. Và các khu vực này á là chủ người ta trồng cây rất là nhiều luôn nha. Rồi, giờ Chương sẽ đi một vòng ra phía sau cho mọi người cùng xem nha. Thì Chương cũng chia sẻ luôn thì đây là khu đô thị ven sông Tắc. Và pháp lý ở đây á, hiện tại á, là pháp lý hợp đồng mua bán nha quý anh chị, chưa có sổ đỏ nha. Đó, và nó là nhà ở hình thành trong tương lai nên sau này chúng ta sẽ được cấp sổ nha quý anh chị. Thì ở phía sau đây là sông Tắc của chúng ta á. Đó, và ở đây thì nhà rất là nhiều cửa và rất là nhiều cửa sổ nha, luôn nha quý anh chị. Giờ Chương sẽ đi lên cái khu vực phía trước và khu vực phòng khách. Thì ở bên này, bên hông chúng ta sẽ có một khu vực vườn rất là rộng. Thì chỗ đây là mọi người có thể là thiết kế một cái bàn uống trà ở vị trí này nè. Đó, rất là đẹp nha, cực kỳ là đẹp luôn. Đường ở trước nhà của chúng ta là đường 20m nha quý anh chị. Chương sẽ đi vào phòng khách cho quý anh chị cùng xem nha. Thì mọi người cũng biết là giá đất ở đây nó dao động đâu đó là dưới 20 triệu nha quý anh chị. Tuy nhiên á là nội thất ở trong căn nhà này rất là xịn luôn, mọi người cũng có thể thấy tất cả mọi thứ ở đây đều được gia chủ đầu tư rất là kỹ. Nội thất là sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ nha quý anh chị. Sau phòng khách là chúng ta sẽ có khu vực bàn ăn. Đó, khu vực bàn ăn đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai bàn ăn nha, một bàn ăn gần sân vườn và một bàn ăn nằm chính giữa trung tâm căn nhà nha. Một cái khu vực nhà ăn như thế này á thì sẽ xứng đáng để chúng ta mời những vị khách đẳng cấp về nhà của chúng ta để sử dụng bữa tối nha quý anh chị. Và như vậy á, một cái không gian này là gia đình của chúng ta sẽ ăn và bàn ăn tròn thì để cho chúng ta có thể tiếp khách nó rất là trang trọng anh chị ha. Và trong phần bếp thì chúng ta có thể nhìn thấy ở rất là thoáng luôn ha, rất là thoáng. Ở dưới tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ nha. Phòng này chúng ta có thể để cho người lớn tuổi, gia đình của chúng ta nếu như có bố mẹ, hoặc là chúng ta sẽ để cho những cái vị khách khi tới những căn biệt thự của mình để nghỉ ngơi ở dưới tầng trệt này thì nó có đầy đủ hết tất cả công năng là sẽ nha. Đánh giá khá cao cái khu vực phòng khách như thế này nha, rất là tốt để chúng ta tăng cường các mối quan hệ của chúng ta trong xã hội lên nha. Và đây là một phòng khách mở nha, không gian rất là thoáng. Rồi, ở ngay chính giữa căn nhà của chúng ta sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và tầng 3 nha quý anh chị. Giờ Chương cũng sẽ đi lên trên cho mọi người cùng xem nha. Và toàn bộ bậc thang ở đây á, là đều được ốp đá nha quý anh chị, rất là sang trọng luôn nha. Và đá này là đá Vicostone nha quý anh chị, rất là mắc. Và tường của chúng ta á, toàn bộ là ốp gỗ nha quý anh chị. Nên cái giá trị căn nhà nó tăng lên rất là cao là do như vậy á quý anh chị ạ. Rồi, đây là không gian tầng 2 nha, sẽ gồm một phòng khách và 4 phòng ngủ nha quý anh chị. Rồi, đây sẽ là khu vực phòng khách ở trên lầu nha quý anh chị. Rất là rộng rãi luôn và chúng ta có một cái kệ sách chung cho cả gia đình của chúng ta nha. Và bên ngoài chúng ta sẽ có khu vực ban công nha, nhìn thẳng ra con đường chính của khu đô thị ven sông Tắc này nha quý anh chị. Đó, rất là rộng rãi luôn ha. Rồi, Chương sẽ đi về một căn phòng ngủ của chúng ta nha quý anh chị. Đó, căn phòng ngủ này thì cực kỳ là rộng nha, đâu đó là tầm 20m², 30m² á quý anh chị. Và bên cạnh chúng ta sẽ có nhà vệ sinh. Đó, view thì cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, mọi người cũng có thể thấy rất là thoáng và rất là mát luôn. Đây, tủ âm tường nha quý anh chị. Đó, và bên ngoài chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ nữa, nhưng mà các phòng này á, thì hiện tại là mình không vô được nha quý anh chị, đang có người ở nên chúng ta không vô được. Giờ Chương sẽ đi lên tiếp tục ở tầng trên nha. Mọi người cũng có thể thấy là nãy giờ Chương vào trong nhà á, là hầu như là không cần bật đèn nha quý anh chị, rất là tiết kiệm điện luôn.
Đó, đây là một cái lợi ích của những căn biệt thự nha quý anh chị. Rồi, ở trước đây chúng ta sẽ có một phòng thờ nha quý anh chị, cực kỳ là khang trang và cực kỳ là chỉnh chu luôn nha. Đó, ở trước là chúng ta sẽ có một ban công, bên này là phòng sấy, phòng giặt nha quý anh chị, rất là riêng tư luôn. Và bên này là khu vực thang máy nè. Đó, thang máy ban đầu của chúng ta là đi lên đến tận đây luôn, là tầng 3. Rất là tốt nha, thang máy rất là xịn nha. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng gym rất là lớn ở đây nha quý anh chị, tầm 70 mét vuông á quý anh chị à, cực kỳ là rộng luôn. Đó, phòng gym của chúng ta thì còn rất là đầy đủ các trang thiết bị để chúng ta tập gym rồi. Nên khi mà quý anh chị chuyển về đây sống á, thì quý anh chị không cần phải di chuyển ra các trung tâm thành phố để sử dụng các tiện ích nữa, hay là view sông tắc của chúng ta nha quý anh chị. Ở đây chúng ta câu cá được luôn nha. Và thành phố của chúng ta thì nằm phía bên kia, đó, biển nằm bên đó luôn. Khu vực này là núi, view rất là đẹp nha quý anh chị, cực kỳ là thơ mộng. Và hướng gió nó thổi vào nhà rất là mát và rất là thông thoáng nha. Sông này chúng ta có thể là chúng ta câu cá, chúng ta sử dụng luôn. Ở phía sau thì chúng ta sẽ có một con đường nha. Đó, các cái trang thiết bị máy móc ở đây là chủ người ta đều để lại cho mình hết luôn nha quý anh chị, rất là tiện nha. Và trên đây chúng ta sẽ có một phòng nhỏ nữa. Đó, rồi chiều giờ chúng sẽ đi xuống lại cho mọi người nha. Đó, mọi người cũng có thể thấy là căn biệt thự của chúng ta nó rất là giá trị ở chỗ là các cái vật dụng cũng như các đồ trang trí ở trong này đều được đầu tư rất là chỉnh chu và đều là những đồ cao cấp hết nha quý anh chị. Và đó nó làm cho cái giá của cái căn biệt thự này nó đội lên rất là nhiều so với lại cái mức giá đất ở đây thì mọi người có thể là research ra thì đâu đó là nó sẽ có cái mức giá đâu đó là đâu đó tầm 20 triệu đổ lại nha, tùy vào khu vực cũng như là tùy vào đường nha quý anh chị. Tuy nhiên cái giá trị mà chúng ta xây dựng căn nhà cũng như là các trang thiết bị ở bên trong nó rất là nhiều tiền nha. Bên hông chúng ta có một cái khu vực sân lúc nãy chưa có quay thì chỗ này mọi người có thể là cải tạo làm một cái hồ bơi được nha quý anh chị, làm một cái hồ bơi bên trong căn nhà của chúng ta. Đó là một cái ý mà Chương rất là thích, vì một căn biệt thự là Chương nghĩ nên có một cái khu vực hồ bơi riêng ở trong nhà như vậy á thì nó khá là đẹp nha quý anh chị. Còn đây là khu vực để xe nè, để ô tô nè, cực kỳ là rộng luôn ha. Và giá mà chủ người ta mong muốn là 20 tỷ thì anh chị có thấy là cái căn biệt thự này xứng đáng cho mức giá 20 tỷ không? Thì nếu mà anh chị quan tâm á thì hãy liên hệ trực tiếp em Chương nha. Em Chương sẽ dẫn mọi người đi xem nhà nha. Và một căn biệt thự này ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh á thì đâu đó nó phải mất từ 50 đến 70 tỷ hoặc cả 100 tỷ cho một cái view như thế này nha quý anh chị. Thì giá đất ở Nha Trang nó còn khá là rẻ và những cái vị trí như thế này á nó vẫn còn khá là tốt nha quý anh chị.